Tôi bị viêm loét dạ dày, viêm xung huyết hàng vị, viêm hành tả tràng lâu ngày không khỏi. Tôi đã dùng rất là nhiều loại thuốc tây, nay vẫn cảm thấy đau đi ngoài phần sống. Một ngày tôi đi từ 3 đến 5 lần. Rất mong nhận được sự tư vấn để điều trị. Tôi xin cảm ơn ạ. Chào bạn, đối với bệnh viêm hang vị dạ dày, hành tả tràng thì chúng tôi khuyên bạn là nên sử dụng chè dây để điều trị bệnh bạn nhé. Bạn biết không, chè dây không những là một vị thuốc nam điều trị bệnh dạ dày và đặc biệt là bệnh viêm hang vị dạ dày rất là hiệu quả. Theo thống kê thì có đến 85% người bị bệnh đã khỏi được nhờ duy trì uống chè dây đều đặn hàng ngày. Ngoài ra thì chè dây còn rất là tốt cho hệ tiêu hóa, giúp cải thiện bộ máy của hệ tiêu hóa. Bởi vậy bạn hãy dùng chè dây ngay ngày hôm nay.